ăn dưới đây là được đó hả? Tụi nó ăn lẻ dưới trời. Ăn gì nhanh chưa? Con hơi bị điên á. Em có lòng có em hỏi là mày có ăn mà ăn nhiêu đây thôi hả? Tự nhiên nó vô sực cái con. Ủa sao thôi bữa nay ăn nhanh chưa? Em không dám cho con phải với gì đâu ăn. Ờ cho hai trái sung nha. Ăn đi, ăn cho sung. Ăn cho sung coi đang đuối lắm mình nè. Mày ăn sung không mày? Hả? Có ăn cơm chứ. Ngon dạ. Mày ăn gì mà? Tờ mì gì gì ngon chứ hả? Mì gì hả? Mì mà không có nước nóng luôn. Không có ý ý ý không hảo hả? Sao cơm của chị Phượng nhìn VIP quá chị Phượng. Mày có VIP nào mày biết cái gì vậy? Con live stream mày ăn nha mạnh nha 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 mi nha nha Diệu. Mày đang live stream ăn hả? Thôi xịt ra. Ủa mày đừng có like tao nha má. Đây. Thôi đùa thôi đâu có đâu. Chứ mày làm gì mày không có. Nó có live stream nó chỉ quay thôi. Chứ nó live stream chứ quay gì đó tao luôn. Ê quay ngược cái màn hình lại. Không em cái này không có xài ngược được. Mày quay chỗ khác là đừng có mày tao. Cái này chi? Mà lấy cái sắp giấy này bỏ lên trên đây nè, ngồi cho nó rộng. Để nó, được rồi. Để nó không để tao chỉ nữa. Cơm nhiều. Cái muỗng đâu. Quên tán rồi. Rồi cơm nhiều. Nước mắm bỏ đâu đây? Nước mắm nè. Không biết chỗ đâu đây. Bỏ qua đây lại. Trời ơi. Nè nhìn nè. Muối không? Không. Cứ đổ đi có gì chấm. À, sáng ra bụng một tuần nghỉ rồi đó. Con nước hiệu uống phép. Cái này cho tao miếng nhé. Bỏ chung luôn hả? Không, bên đây nè. Nó chảy xuống á. Không. Đó. Để nó ra đó. Để nó hết luôn đi. Nhìn với mày có miếng rồi lấy gì nay mà không mua cơm không đem đồ ăn sáng tao mua cho ăn sáng rồi rồi đầy quá ngọt ăn rồi. Cái này chấm muối ngon hơn chứ mày. Chấm muối đi mẹ. Ăn quỷ mắm. Ăn phải bóp tay à. Cơm cũng quầy lắm á. Ôi giới thiệu bà chủ ngày về bữa mới qua. Không biết đi. Mấy ông chủ rồi. Tôi không biết đâu. Sao mấy ông ngồi đây là hả gì. Mấy ông phòng thêm hơn.
kinh doanh này. Nãy tôi nhìn bà đầu tưởng tôi ký toán mới chứ. Tưởng tôi người Việt. Đóng bỏ chúng ta vô rồi. Tiếng người. Một xíu hành sẽ làm đeo. Nước mắm. Chả la chào. Gì ua. Có đi ngon hơn bữa nữa không? Bữa nãy bỡ mẹ ăn gì rồi? Táo nè. Chị mua cơm với mua ở bữa nay tao mua cơm á. Mà tại tao không có mua đồ ăn sáng, tao lấy cơm tao ăn luôn rồi. Trước đó mà sao mà tính thì tao xác nhận với bên kia là giá là tao theo tao tự tính là đúng rồi đó, bên kia cũng đúng rồi đó, nhưng mà để cho má tính mày thì má thì cũng tiền mà để cho má tính một má nữa má đâu biết được. Ủa chính tay là ngày mấy làm cái thứ vô làm hả? C là 3 ngày. Ờ, giữa là con là mấy ngày? Con là từ 3 tới 5 ngày. Ông hóa học là ngon rất nhiều. Ông hóa học là mày là ngon rất nhiều. Nhiều lắm. Nhưng mà đi với không có em tàu mà đi ca, đi tàu, đi đi điểm. Ba mấy ngày không có không? Ừ, 25 ngày là không đâu mà. Ở dưới ca biết không? Mà kiếm cái người đi xe đó ra sao? Hôm nay có ở đây hả? Em cũng chưa. Sáng nhà giờ mới thấy đó.